Apple Pay đã đem đến một giải pháp thanh toán tiện lợi và an toàn, giúp khách hàng tránh các thao tác chạm nút thanh toán vật lý hoặc trao đổi tiền mặt. Bằng cách sử dụng iPhone hoặc Apple Watch, khách hàng có thể thực hiện giao dịch bằng cách nhấn nút và giữ thiết bị gần cổng thanh toán. Để sử dụng Apple Pay, người dùng cần có iPhone từ phiên bản 6 trở lên và chạy hệ điều hành iOS 12.5.2 trở lên. Dịch vụ cũng hỗ trợ Apple Watch Series 4 hoặc mới hơn với hệ điều hành WatchOS 9 trở lên, cần được kết nối với iPhone từ phiên bản 8 trở lên. Mỗi giao dịch bằng Apple Pay đều được bảo mật bằng cách xác thực bằng Face ID, Touch ID hoặc mật khẩu thiết bị, cùng với mã bảo mật động được tạo ra mỗi lần giao dịch. Apple Pay được chấp nhận tại nhiều nơi như cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, hãng taxi, nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng bán lẻ. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, đã đánh giá cao tính bảo mật của phương thức thanh toán này. Sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên Apple Pay không lưu trữ số thẻ thực tế trên thiết bị hoặc máy chủ của Apple. Thay vào đó, một số tài khoản thiết bị duy nhất, Device Account Number, được mã hóa và lưu trữ an toàn trong Secure Element, một con chip tiêu chuẩn được thiết kế để bảo mật thông tin thanh toán trên thiết bị điện tử. Khách hàng cũng có thể sử dụng Apple Pay trên nhiều thiết bị Apple khác nhau như iPhone, iPad và Mac để thực hiện giao dịch mua hàng trong ứng dụng hoặc trên web thông qua Safari mà không cần tạo tài khoản hoặc nhập thông tin vận chuyển và thanh toán nhiều lần.